lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ. Sữa tươi Vinamilk Green Farm, top 1% đầu bếp thế giới công nhận về vị ngon. Em đi dùng đôi guốc vào đi. Anh ra thưởng của anh, cái câu đấy nghe ra thưởng. Em đi cho tôi cái đôi guốc vào đi. Em đi dùng tôi. Thôi anh nói đi chàng, cái thái độ anh là thưởng. Em đi cho tôi cái đôi guốc đấy vào đi. Đấy. Anh ơi, anh tua lại với em cái đoạn này. Em đi dùng đôi guốc vào đi. Ngày nào một cách vô cùng luôn, em nói là em đi dùng đôi guốc vào đi. Mà qua cái miệng của My thực sự là nó phải gấp lên gấp vào 8.000 lần đi. Hôm nay anh trai Sơn Hà thấy gần tới cổ vũ cho ai vậy? Mọi người thấy ngọt kế ai à? Anh không tới cổ vũ em. Anh được cái lời truyền đạt lại từ một người bí ẩn tới để giữ của giùm. Giữ em giùm người ta. Giữ em hả? Giữ em lại. Có nghĩa là mọi người là không chắc là mọi người đoán được ai là người nhờ tôi rồi chứ gì. Ba mẹ ơi, của anh. Một người anh giấu mặt. Anh có quen ba mẹ không? Một người giấu mặt có xu hướng động vật. Kết hợp với nhau đi, R&B. Mộng Cam, bằng. Cho một câu R&B nào, chấn động, vô. Ai trời ơi. Xong rồi đó, không biết hả? Hát nội tâm à? ASMR. Hát nội tâm? Yeah. Hát trong đầu, ai đoán sao đoán? Tiếng lòng của tao. Hai chị ơi, hai chị nhanh dùng tôi ạ. Dạ vâng, chúng ta đi ra thôi. Đây là stylist chậm trễ rồi mẹ. Quá mệt mỏi rồi. Anh Câm chuẩn bị chậm trễ này, thấy không? Rất nhiều. Em ơi, yếu nghề quá, các em ơi, lẹ tay. Em quần hồng này yếu nghề lắm nha. Chứ bây giờ là không muốn tập trung vào công việc thì yêu đương là tạm thời. Mình không, mình cứ yêu, mình có yêu, mình yêu, mình cảm xúc biết nhà. Cảm xúc thì vẫn có mà, biết nhà. Đâu phải là cứ phải dựa dẫm vào cái điều đấy, biết nhà. Mộng Cam ơi, dạ, phải yêu. Nhanh lên nào, mình đi xong rồi, em xong chưa? Em xong rồi. Em xem cái mic đi. Em đi lấy này thấy không? Em đi dùng đôi guốc vào đi. Anh ra thưởng của anh, cái câu đấy nghe ra thưởng. Em đi cho tôi cái đôi guốc vào đi. Em đi cho tôi cái đôi guốc vào đi. Em đi dùng tôi. Thôi anh nói đi chàng, cái thái độ anh là thưởng. Em đi cho tôi cái đôi guốc đấy vào đi. Đấy. Anh ơi, anh tua lại với em cái đoạn này. Em đi dùng đôi guốc vào đi. Một cách vô cùng luôn, em nói là em đi dùng cho đôi guốc vào đi. Mà qua cái miệng của My thực sự là nó phải gấp lên gấp vào 8.000 lần đi. Rồi. Xong rồi nè, chị đi không nó nhiều quá. Hôi quá, nó hôi quá, vô ngủ cái đi, tao biết sao vậy. Là đang trực tiếp thì bên chương trình là xuống đi xuống niên thôi. Thì đấy, thấy hai bạn như thế này. Nên là phải vào. Bị lừa rồi đó, anh lên ngủ lại. Phải dục luôn, dục gấp luôn. Máy chỉnh ra. Là máy chỉnh của máy tôi. Máy là máy gì? Máy tôi thì là gọi là camera siêu mờ. Super lens. Kìa, 14.5 đâu? Anh 14.5 đâu? Anh 14.5 của máy. Anh có 14.5 không? Cam, em có YouTube ở đây. Cái pin nào anh? Hôm nay anh trai Sơn Hà thấy gần tới cổ vũ cho ai vậy? Mọi người thấy ngọt kế ai à? Anh không tới cổ vũ em. Anh được cái lời truyền đạt lại từ một người bí ẩn tới để giữ của giùm. Giữ em giùm người ta. Giữ em hả? Giữ em lại. Có nghĩa là mọi người là không chắc là mọi người đoán được ai là người nhờ tôi rồi chứ gì. Ba mẹ ơi, của anh. Một người anh giấu mặt. Anh có quen ba mẹ không? Một người giấu mặt có xu hướng động vật. Bạn ấy nhờ rất là nhiều tiền rồi gọi là lo quần áo cho Ngân đi diễn suốt các show sắp tới luôn. Vậy bây giờ em sẽ thuê anh có nhiều tiền hơn. Anh hãy nói những gì rất là tốt đẹp em nha. Ok. Trời, em không cần thuê, anh cũng nói mà. Đúng rồi, em toàn là điều tốt đẹp mà.
Ê nhưng mà sao mình không lấy tiền ta? Mình ăn hai đầu lương cũng được mà. Tú yên tâm. Ê gì vậy? Cắt khúc này à, cắt khúc này. Anh là ngăn lại người thắng mặt chết vậy luôn á. Chủ làm, anh ơi. Anh Thúy Ngưng. Tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn. Thiếu cái gì? Không mà. Có chứ. À, anh có một cái điều rất là hời dành cho em ngày hôm nay. Anh kết hợp một cổ cả cho em thì là. Ờ, anh nghĩ là anh sẽ tính. Anh cổ vũ sĩ vậy? Đừng có nói vậy, mất quan điểm lắm. Đó là Thúy Ngân thôi, Thái Ngân rất là bận. Vậy thì hôm nay anh là Thúy Ngân hay Thái Ngân? Anh là Thái Ngân, anh rất bận. Anh đang làm công việc mà, tới đây anh làm shop mà. Okay. Anh đang có cái deal rất là tốt cho Orange. Đó là bạc náo viên. Cổ vũ tất cả các show với giá tỷ rưỡi. Bèo, rồi cái giá này bèo, anh cổ vũ cho em đi, em trả anh 1.6 tỷ. Nhiều hơn rồi anh muốn gì nữa. Không, anh đấy tỷ rưỡi là mắc của Orange kiểu nó giật rồi đó, hiểu không? Đó là đó là gì nè? Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Thô to là đủ rồi, nhưng mà em không làm được đó. Dạo này em không còn làm đi làm nghệ sĩ nữa. Đúng rồi. Em làm cái gì mà một show của em tỷ rưỡi? Em bút lại anh thì trời ơi, những con người, những con người vật chất. Bữa nay mình làm quen nhau một số mẫu vũ free, sau đó tôi sẽ có những điều hỏi cho anh. Thử miệng đi ha. Vậy là chốt rồi đó, vậy là anh đủ 8 người ở trong show rồi. Em là mặt dép cuối cùng á, anh nghĩ là sau show này là anh mua nhà. Chốt này là tầm 6 giờ sáng mai là xong rồi. Không sao hết, trời nó xứng đáng mà. Làm một đêm được tới mấy tỷ. Mọi người muốn làm thì hãy liên hệ với gửi mail mình hãy ngân amoc@gmail.com để Ngân có thể báo giá cho tất cả quý vị nha. Tất cả chương trình luôn tôi sẽ lo từ A đến Z, từ những cái lời gửi gắm của ai kia để giữ những cô gái xinh đẹp như thế này. Nói chung là mọi thứ, kể cả anh Trấn Thành tôi cũng cổ vũ luôn mà. Tôi có một cái deal với chị Harry World nữa, cho nên là mọi thứ là mọi người cứ yên tâm về chất lượng. Chuyên sĩ và lẻ. Yes sir. Bye bye. Thẻ VP Bank, lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ. Anh trai Say Hi Concert 2024 chính thức bán vé ngày 21 tháng 8 tại ticket.vshop.vn.